Các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị phụ huynh học sinh, kính thưa các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh trường đại học Dương Minh Châu thân mến. Hôm nay, ngày 5 tháng 9, cùng với cả nước, trường đại học Dương Minh Châu long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Đồng thời chúng ta hân hoan có mừng 198 học sinh lớp 1 của năm học 2024-2025 vượt lên trên những trở ngại khó khăn của năm học 2023-2024. Chúng ta đã hoàn thành và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong các học tập, dạy và học, đạt được nhiều thành tích tiêu biểu trong công tác giáo dục. Từ thực tế đó, nhiều năm qua trường đại học Dương Minh Châu tiếp tục khẳng định được mục tiêu giáo dục đại học là niềm tin của gia đình và xã hội. Có được những thành tích đó là nhờ nhà trường luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của quận ủy, ủy ban nhân dân quận 10, sự chỉ đạo sâu sát của phòng giáo dục đào tạo quận 10, của đảng ủy phường 6 quận 10, đặc biệt là sự đồng hành ủng hộ của ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, của quý vị mạnh thường quân. Bên cạnh sự quan tâm đó là sự nỗ lực phấn đấu của thầy và trò trường đại học Dương Minh Châu, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường. Tuy còn nhiều khó khăn vất vả nhưng luôn biết cách vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tất cả vì học sinh thân yêu, xin thay mặt cho tập thể thầy cô giáo và toàn thể học sinh trường đại học Dương Minh Châu, tôi xin chân thành cảm ơn quý lãnh đạo các cấp, các ngành và quý vị phụ huynh học sinh, quý vị mạnh thường quân đã quan tâm ủng hộ và giúp đỡ nhà trường trong nhiều năm qua. Mong rằng trong thời gian tới, trường đại học Dương Minh Châu tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo các cấp, sự quan tâm hỗ trợ của quý vị phụ huynh học sinh, của quý vị mạnh thường quân. Với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự hợp tác hỗ trợ của quý vị phụ huynh học sinh, thầy và trò trường đại học Dương Minh Châu chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều động lực để phấn đấu cho năm học 2024-2025, giúp cho trường đại học Dương Minh Châu tiếp tục đạt được nhiều thành tích tốt đẹp hơn nữa, với yêu cầu trẻ em thích đi học, thích học để mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Năm học 2024-2025 bắt đầu, nhiều khó khăn và thử thách trước mắt, nhưng chúng ta tin tưởng rằng bằng tất cả tâm huyết, bằng tình thương và trách nhiệm, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của thầy và trò trường đại học Dương Minh Châu, chúng ta sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công và kết quả, đạt được nhiều tốt đẹp hơn nữa. Kính chúc các thầy giáo, cô giáo, nhân viên nhà trường cùng toàn thể các em học sinh có nhiều niềm vui, hạnh phúc trong năm học mới. Kính chúc quý vị đại biểu, quý lãnh đạo, quý vị phụ huynh học sinh thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Tôi xin long trọng tuyên bố khai giảng năm học 2024-2025. Xin trân trọng cảm ơn.